Đại ca, nếu lỡ một ngày anh chết, bọn em sẽ rất buồn. Anh nhớ đến kỷ niệm năm xưa mà giọt nước mắt em tuôn. Ngày xưa được anh cứu mang, chứ không giờ mộ em cũng xanh. Tình nghĩa này em khắc ghi sâu vào lòng. Mày liên thiên gái gì, đã lấy được tiền về chưa? Chưa, chỉ ăn với hốc la giỏi, bố tốn tiền nuôi mày. Ngày xưa biết thế cứ để bọn nó đánh chết nhà mày đi. Đi, anh cứ yên tâm, em sẽ cố tìm ra nó. Nam ơi con đang nơi đâu? Về nhà cha tiền bố mau. 350 chai đây là con chưa tính lãi. Về nhà mẹ chờ em chồng. Ba hồn bay phía Nam đang nơi đâu? Nam hãy về. Anh xin Nam làm thương anh, yên hồn về gặp các anh. Để mà sau anh em ta vẫn nhìn mặt nhau. Mày liệu mà cha tiền bố đi trốn được đâu? Alo alo, thằng Nam con bố Hiệp mẹ Trang ở đâu? Về ngay trả tiền cho các bố. Hôm qua ăn bắt cháo gà mà hôm nay Nam đã bỏ nhà ra đi. Giờ bà chị tính thế nào? Chú cho chị vài ngày nữa. Chị đang đi bốc bát họ, sắp có tiền trả rồi. Lần trước cùng bốc bát họ, thế xong chị lại biệt tâm tâm. Thôi nói nhiều, bây giờ có trả tiền không? Một chén chết đi, mày bây giờ mày có trả tiền không? À, đừng có nóng, mày mà nóng là chị sẽ lại ra đi. Chị mà đi là đi luôn, chị nghe điện em đâu. Để chị thu xếp thêm vài hôm, dù chị sẽ mang tiền qua. Lúc đấy tình chị em ta sao trời tình tú này thì tu biết tiền đang thiếu mà vẫn đủ đờn ăn chơi. Mày lặn một hơi làm cho bố mày kiếm mày mệt vãi cứt. Thằng kia bật máy lên live sợ chim cả thế giới ra mà xem. Kính thưa toàn thể anh em, hãy tránh xa con này. Ôi đại ca ơi, mẹ em ốm và em sẽ phải xa anh. Vì một chữ hiếu mà đành phải gác lại mấy chữ tình anh em. Đại ca có nhớ em dặn không? Nếu lỡ một ngày mai anh lên bàn thờ ăn xôi, ai sẽ là người thay thế? Đừng lo lắng về anh khi mà em quyết định ra đi. Tiền anh cất ở dưới đất em sẽ không tìm ra đâu. Về nhà chăm sóc cô mẹ đi. Bói nói anh thọ lắm, có khi mày còn đi trước, anh sẽ lo cho mày. Có khi mày còn đi trước, anh sẽ lo cho mày. Đại ca, nếu lỡ một ngày anh chết, bọn em sẽ rất buồn. Nhớ đến kỷ niệm năm xưa mà giọt nước mắt em tuôn. Ngày xưa được anh cứu mang, chứ không giờ mộ em cũng xanh. Tình nghĩa này em khắc ghi sâu vào lòng. Mày liên thiên gái gì, đã lấy được tiền về chưa? Chưa, chỉ ăn với hốc la giỏi, bố tốn tiền nuôi mày. Ngày xưa biết thế cứ để bọn nó đánh chết nhà mày đi. Đi, anh cứ yên tâm, em sẽ cố tìm ra nó. Nam ơi! Nam ơi con đang nơi đâu? Về nhà cha tiền bố mau. 350 chai đây là con chưa